Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng ấn tượng trước U22 Lào vào chiều ngày hôm qua, sáng ngày hôm nay U22 Việt Nam đã có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu gặp U22 Indonesia trên sân Rizal Memorial. Đây là buổi tập mà huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ có 7 cầu thủ, số còn lại tập gym ở khách sạn. Các cầu thủ thi đấu chính thức trong trận đấu với U22 Lào chiều ngày hôm qua được nghỉ ngơi và tập nhẹ tại khách sạn vào sáng ngày hôm nay. Dù chỉ có 1/3 quân số, nhưng các chân sút của U22 Việt Nam vẫn tập luyện khá nghiêm túc và khẩn trương. Huấn luyện viên Park Hang-seo chủ yếu rèn cho các cầu thủ bài tập phòng ngự. Đặc biệt, chiến lược gia người Hàn Quốc dạy trung vệ U22 Việt Nam cách kèm người và khôn khéo trong những tình huống áp sát. Hai cầu thủ gặp vấn đề chấn thương là Trọng Hùng và Tấn Sinh đang dần hồi phục từng ngày. Hiện tại thì hai bạn ấy cũng đang tích cực điều trị để có thể quay lại sớm nhất để góp mặt cùng với đội. Bởi vì đội thì chỉ có 20 người và bọn em liên tục phải xoay tour để giảm bớt cái mật độ thi đấu với các trận đấu nó sát nhau như thế. Đối đầu với Indonesia ở lượt trận thứ 3 vòng bảng SEA Games 30, huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn sẽ đưa ra những chiến thuật hợp lý để khắc chế đối thủ và giành chiến thắng thuyết phục.